Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 thì Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến các bác với những cặp loa bãi. Thì trong video này vẫn là chương trình tri ân các bác dịp nghỉ lễ thì cửa hàng Xuân Đình có giảm giá loa cho các bác. Và hôm nay thì có ba cặp này giá thì cực kỳ là tốt. Trong đó thì hôm nay Xuân Đình có thêm được một ít đĩa than rất là chất lượng. Đĩa này thì có cả đĩa kèn luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết từng sản phẩm để các bác theo dõi kỹ trong video thì Xuân Đình báo giá trực tiếp luôn. Đầu tiên thì sẽ quay về mấy chiếc đĩa than này trước. Đĩa này rất là đẳng cấp này. Được sản xuất năm 1984. Đấy, in được cả hình. In được cả hình ca sĩ này, Rock Me Baby này. Đấy. Rất là chất lượng nha. Đĩa này là toàn là đĩa của Mỹ và những dòng này thì Xuân Đình không có băng test đâu. Chứ là cứ có còn vài cái thì thỉnh thoảng về thì sẽ đăng lên cho các bác. Đĩa thứ hai này, đây là toàn bộ đều là đĩa than, đĩa còn khá là đẹp. Đây đĩa này, đĩa đan ke này, đấy. Năm 1977 này. Xuân Đình sẽ nốt từng cái một để đảm bảo đĩa thứ hai nhá. Đĩa thứ ba này, những cái đĩa này thì nó đều là đĩa cũ rồi, nó cũng có chỉ có bụi bẩn thôi, còn cái nào xước nhiều thì Xuân Đình sẽ báo cho các bác. Còn những cái đĩa này các bác về chỉ có vệ sinh lau qua là sẽ sạch. Đây đĩa số 4 này. Quay đều quay chi tiết cho các bác nhé, toàn những chất đĩa rất đẹp. Đĩa số 4, đĩa số 5. Đĩa này thì có xước nhiều. Đĩa số 6 này. Vitager đan ke. Đĩa này thì xước ít, nó chỉ có bẩn ấy. Số 7 là đĩa LD. Cái đĩa này thì nó có như thì Xuân Đình cứ quay cho các bác nếu có cái đầu CD LD chạy những đĩa này rất là chất lượng. Đĩa này là đĩa video. Số 8 là đĩa LD. Đĩa số 9. Dunker Vision Margin in USA. Đĩa này còn khá đẹp. Đấy, đĩa này của cái ca sĩ Thổi Kèn như này. Đấy. Còn đây thì là vỏ đĩa thôi. Tổng có 9 cái thì có 2 đĩa LD các bác nhá. Thì còn 7 cái thì 7 cái đĩa có chương trình khác nhau này thì Xuân Đình bán cho bác là mức giá là 1 triệu rưỡi. Tặng luôn 2 đĩa LD. Tổng là 9 cái. Là 1 triệu rưỡi. 9 đĩa than. Sau bên này thì Xuân Đình quay cho các bác là những cặp loa thì có 3 cặp. Cặp này là cặp Diatom, cặp này là dòng 261. 261 bát 25. Tuyến loa thì đẹp xuất sắc rồi. Thùng nạm gỗ, củ của nó là củ Aneco móng ngựa, góc cạnh có một vài vết chảy xước nhỏ do vận chuyển. Bát 25, gân của nó là gân vải tẩm dầu màng giấy, một chung một tép có một tinh chỉnh. Thùng này có kích thước chiều cao đạt 54, chiều ngang của loa đạt khoảng độ tầm 30 và chiều sâu khoảng độ 25. Góc cạnh thùng rất đẹp, trở kháng 6 ohm công suất 60W. Thùng thì không có bị bể nở nhưng mà vận chuyển về nó có chảy thôi. Còn góc cạnh rất là đẹp luôn. Cặp này Xuân Đình bán cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Bát 25 giá 2 triệu rưỡi. Bác nào mà đang thích những cặp loa dàn thì hôm nay các bác mua những cặp này nó rẻ hơn cả loa dàn.
mà nó chất lượng nó đảm bảo hơn rất là nhiều, vì đây toàn là lo thùng củ kiềng này, củ xương đúc luôn, bát 20 năm. Giá thành thì 2,5 triệu tại cửa hàng Xuân Đình. Cặp thứ hai này nó cặp Technic. Cặp này nó cũng hơi nặng vía, loa thì rất là hay mà lại được mấy bác chốt nhưng mà toàn chốt hụt thôi. Cặp này là bát 27, trở kháng 8 ohm, công suất của nó là 90W, loa 3 đường tiếng, độ nhạy 93 decibel. Model của dòng này là SBX25. Hôm nay Xuân Đình bán xả cho các bác để lấy chỗ cho hàng mới về, mức giá chỉ có 2,5 triệu. Hôm nay là gân mút nha, và tiếng dòng này rất là hay. Cái tầm tiền của những cái dòng loa 2,5 triệu mà lại là những dòng loa thùng thì rất ít có. Dòng này các bác rất dễ phối ghép với âm ly. Các bác có thể ghép với những dòng âm ly Technic đồng bộ cũng được. Ngoài ra các bác có thể ghép với những dòng sơn xui, đờ lông như 390 đánh những cặp này rất là tuyệt vời. Bát 27, xương nhôm, gân mút, màng giấy, một chung, một tép, trở kháng 8 ohm, độ công suất 90W, độ nhạy 93 decibel. Loa có chiều cao đạt là 55, chiều ngang của nó là 31, chiều sâu của nó là 26. Góc cạnh khá đẹp, có chảy sức nhẹ tí thôi. Đây, chảy sức tí tí. Đấy, cạnh hơi sườm tí tí dưới. Thùng không bề nở. Giá thành chỉ 2,5 triệu. Hôm nay lại về thêm được cặp cây cột của Onkyo. Dòng này thì Xuân Đình cũng trước về cũng khá là nhiều. Hôm nay về thì cặp này lại mềm hơn cho các bác. Nếu bác nào mà ở những phòng mà nó hơi chật hẹp mà cần diện, không cần diện tích thì những cặp loa cây này rất là chất lượng. Bé nhưng mà không bao giờ các bác nghĩ được cái chất âm của những dòng này nó hay đến như vậy. Bát đánh khá tốt mà trung âm và tép thì cực kỳ là sáng. Hai bát thật 10cm, củ to bằng mặt, gân của nó là gân cao su, màng nó là màng giấy đấy. Hai bát thật, lỗ thông hơi phía trước, có phân tần to đầy đủ. Loa này thì có kích thước chiều cao là 84. Đấy, chiều ngang của loa thì đạt khoảng tầm 10-40 năm và chiều sâu nó khoảng tầm 20. Trở kháng 6 ohm, công suất 70W. Góc cạnh thùng khá là đẹp, chỉ có tí bụi bẩn. Đã test tiếng rất là tốt. Nếu như bác nào mà chơi những cặp này mà đầu tư thêm một chiếc súp điện khoảng độ bát 20 thì các bác nghe nhạc ở những cái phòng diện tích 30m2 đảm bảo với các bác là cực kỳ nó phê. Và các bác đặt trên những cái kệ tivi những cặp này và làm một chiếc súp điện thì rất là tuyệt vời. Đấy. Dòng này dòng Onkyo, có model là Onkyo 105F các bác nhé. 105F. Đấy. Cặp này Xuân Đình bán cho các bác mức giá là 1,8 triệu. Loa rất đẹp, tiếng cực kỳ là hay mà giá thành thì lại rẻ, có hơn 1 triệu một cặp loa, hàng chất bãi còn nguyên zin, đã test tiếng tốt, căng cước đầy đủ. Đây là những sản phẩm mà Xuân Đình vừa giới thiệu chi tiết cho các bác. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.